quý vị hẳn nhận ra hai anh em vũ công này. Ở mùa trước, bạn Thư Hoài trẻ trung, sôi động nhưng ít nhiều thu mình vì trầm cảm. Còn với người anh Quốc Hùng, hip hop không chỉ là đam mê mà còn là cách để vượt qua chấn thương tâm lý và sống trọn vẹn hơn. Hai bạn có thấy rằng là mình xuất hiện ở cuộc thi này một năm trước đây, và trong một năm đó thì các bạn thấy cuộc sống của mình, công việc của mình có điều gì thay đổi không? Em bây giờ thì ra Hà Nội thì em học tập ngoài đấy và có tham gia nhóm nhảy, một nhóm nhảy hip hop và một vũ đoàn hỗ trợ cho việc nhảy giá phẳng, phát triển được cái sự nghiệp nhảy nhiều hơn ạ. Còn đối với em thì sau khi về từ chương trình năm thứ nhất thì cái quan trọng nhất là cái con mắt của những người lớn tuổi ở thành phố Vinh nhìn về hip hop nó khác hơn. Nó không phải là một cái gì đó là nơi mình có thể chỉnh mảng học hành ấy, mà họ biết đến đó là một cái đam mê, mà đặc biệt là một cái nghề, cũng có thể là một cái nghề, và tin tưởng cho con em mình đến với những lớp nhảy nhiều hơn trong những cái dịp hè hoặc là thời gian rảnh rỗi của con em mình. Thì đây là một cái cơ hội để cho những cái người ở trong cái thành phố em biết nhiều hơn. Nên là anh cũng rất là mong muốn là bọn em phải cống hiến hết tất cả những cái gì mình có được trên sân khấu. Em cảm ơn anh. Âm nhạc bắt đầu. Another minute just to give everybody a movie never seen, a hit 'em with another. Elbow. Let me get up, everybody, let me move 'em with. Elbow. On your mark, so you're ready. Let's go. Wow. Okay, here we go again. You see the wind I'm blowing, and I'm like a mangler. The way that I be mangling, the beat they call me Dracula. Then they see the going in. Wow. Everybody know that I'm a coming, I'm a go. When I gotta do it, I be coming in and doing body to beat. Then another baby giving them a show. Keys to the ignition and step on the gas. Let's go. And bust a bottle and pour me a shot in my glass. Let's go. Where we at? We back up in the building and be coming with a scar. Y'all already know who it is. It's Muscle Boss and Travis Barker. Back to the beat, we gotta go. Hit you with the fire trucks. Everybody better know, everybody let it go. And we gotta get it, y'all. Everybody, if you're really with me. Let's go. Let's go, Hoài ơi, em bị gì? Lúc nãy nhảy chắc là căng chân nó đúng không? Yeah. Tại bình thường chừng nào mình nói hết sức, hết mình, chảy mồ hôi và máu trên sân khấu, cái đó là hai em không phải, không cần làm 100% như vậy đâu. Mấy cái động tác em làm anh thấy là đúng rồi, cái đó là về jazz funk, nhưng mà nó thiếu cái kỹ thuật. Em biết cái động tác em đang ngồi ở dưới xong em bập cái lưng đó không? Em thiếu cái kỹ thuật để làm cho nó đẹp hơn. Hùng, có nhiều lần em ngừng lại, em diễn tiếp, xong bùm, ngừng lại, 2-3 đổi nhân vật xong vô, thì anh thấy nó bị rối. Xem nó cứ bị dừng lại, xong em lại thành như em đang nhảy một bài mới, Thương Hoài, có lẽ là bây giờ chị phải chào em là chào cô gái nguy hiểm. Một năm trước đây, khi em bắt đầu đến với nhảy múa là em rất là thu mình, đúng không?
Thế nhưng mà đến ngày hôm nay, một năm sau khi em bước lên sân khấu này thì quả là em lợi hại hơn nhiều. Em quyến rũ từ ánh mắt này cho đến cái mái tóc của em cũng thể hiện cái sự quyến rũ đó. Nhưng mà ở trong Gia Phăng ấy thì lại chị chưa nhìn thấy cái sự kiêu kỳ, mà cái sự kiêu kỳ đấy chỉ đạt được khi cái kỹ thuật động tác của em, những cái bàn chân của em, rồi cằm của em, rồi tất cả những cái thứ đó là đủ, em chỉ cần chú ý những cái thứ đó. Chị vẫn thích cái phong cách biểu diễn của hai em và chị nghĩ rằng hai em nên vào vòng thử thách thêm.